Dạ, mến chào cô chú anh chị. Ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Bữa chiều nay em và gia đình với em gái của em đi vô cái đây là cái bằng cái mall luôn chứ không phải là cái siêu thị nữa gia đình ơi. Hùng Vương Plaza nè gia đình. Đi vô ăn lẩu hai di lao nè gia đình. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Bắt đầu em mình đi vô nè gia đình ơi. Em của em đứng ở trong đó vô trước rồi, em mới quay qua đem đi vô. Đây là nó có bán dầu thơm, nước hoa là đầy đủ gia đình ơi. Bên phía tay phải của em cũng có bán quần áo nữa nè. Hôm nay là cái mò nó bán đồ nhiều lắm. Bây giờ mình đi kiếm chỗ mình ngồi mình kiếm bàn hay mình ngồi mình ăn trước đi gia đình ơi. Lát nữa còn thời gian rảnh mà ấy thì em đi quay cảnh cho gia đình xem. Hồi sáng em đi cái siêu thị nó cũng lớn nhưng mà nó cũng không lớn bằng cái siêu thị này nha gia đình. Tâm mày giờ bắt đầu em đi vô trong cái khu nhà hàng nè gia đình. Nhà hàng này nó nằm ở dưới tầng hầm, giờ em đang kiếm đường đi lên mới gửi xe. Ở đây nó có lẩu băng chuyền tùm lum nè gia đình ơi. Chỗ ngầu ăn gia đình thấy lịch sự không? Từ ô vậy đó. Hello. Em qua cái quầy pha nước chấm nè gia đình. Đó, quầy pha nước chấm đây. Tự chọn. Muối ớt, muối tiêu, hạt nêm. Anh nhãn sắn anh cũng đang lấy nhỏ mà cũng sắn cho nó lên anh ăn sớm nào thấy anh lấy lại cái nào không được ăn lẩu mình ăn nước mắm đi nước mắm đây nè em ớt không sao nhiều ngon
cho đây là đồ ngọt của gia đình, dùng những người khách mình ăn ở đây á là được liền dùng ở đây, nhưng mà không được dùng ra ngoài thôi, mình cứ ăn thoải mái vô tư. Giờ em về chỗ ngồi lại. Dạ mình có thể sử dụng trái cây lượng chất này như đó, mình tính 40.000 người ạ. Trời nó chỉ nhỏ, cái cây xí là đang ăn. Mì mà nó quay vậy không? Mì nó quay lên cài. Mì đó. Đó nó diễn lại. Đó nó chấm đắt sao anh? Nó lâu gặp sự cố vậy. Sự cố nó bay vô người đó. Lẩu da vậy là đây. Bốn loại lẩu. 3 hay 4. 3 loại, còn cái nước trắng này. Cái nước trộn mì cũng có. Nước là cái nước để múc thêm á. Em nói muốn gì? Khi nào nó chấm xuống dưới đó, con lông bị sự cố. Hàng gia gia đình ơi. Cái nước này là gì? Cái món đỏ đó là món gì ta? Cái này là bò ngàn sợi ạ. Thịt bò ngàn sợi ha. Dạ, cái thường ăn nó xuống là có thể trụng mì ạ. Em có thể đọc tận giùm anh mấy cái món này giùm anh được không? Dạ, cái này là tôm sốt Thái ạ. Tôm sốt Thái. Tàu hủ chiên cuộn. Rồi, cảm ơn em. Cái này đây em. Món đó món gì em? Dạ cái này là viên tổng hợp ạ. Giống chân. Dạ đúng rồi ạ. Viên tổng hợp ạ. Giống trong cái viên tài thiên á, viên trắng viên đen á. Viên tổng hợp là khúc lắm. Rồi xôi à, bỏ vô được rồi. Dạ để em xuống món cho mình nháy. Thì để một lát. Ăn với lại mì gói. Ăn với lại mì gói à. Lý do mà sao nói chuyện ở trong đây xin con, mà nói chuyện đây xin con. Bị tổn thương. Mừng chứng đúng không? 25. Ai kêu bằng chú chi? Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 201 ạ. 201 cái đầu ngồi nó cộng lên 22 tuổi. 2k1 đúng không? Cân 50 cân 2k1 đúng rồi
5 tính hả? Ờ, em xuống cái này luôn nha. To. Con đó là con móng tay, đúng không? Có bên cài mà sao tôi ăn? Hồng trà là bên đây nè, nữ tính. Anh coi vậy chứ anh nữ tính. Sao 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 sao? Ngon. Ngon. Nghe mùi hồng trà không? Họ nắm vô đó rồi. Làm dễ thôi đó. Trong khi thằng thằng anh thằng em nó đang đang cô đơn không biết rồi đang ế quay đồ ăn cho gia đình xem thôi. Ở trong đây cũng không có đi được xa, khách thì đông lắm. Mấy con hai đứa chứ em. Bỏ mày này vô không chị? Ok em ăn trước, chấp em ăn trước. Từ từ nóng nha. Có được ngon quá không? Sao nước lèo ok không? Rất là ok. Lẩu Hồng Kông á. Chấm này ngon á chị. Hai chi lâu. Con không ăn hả? Nó nở lắm rồi chị. Bây giờ về nè chị bỏ nó trong cái dĩa đi rồi sang qua cho cháu. Nam mô cho món dĩa cắp ra cho cháu. Cầm không? Bây giờ em nhúng lại, em nhúng lại. Dạ, 15 giây em, chết cha, giờ nãy mới có 14 giây rồi. Giờ anh mời em. Em mời cả nhà ăn bò má ơi.
Còn là em tới Gai chưa móc hết đèn kêu luôn em. Tay người. Gia đình mình nhìn kỹ giùm em coi cái cọng mì nó có đụng dưới nền không nha gia đình. Đúng rồi gia đình, 1, 2, đúng 15 giây gia đình. 15 giây. Dạ em lại em nhúng mới có 14 giây à. Ok. Chưa đủ. Cái dữ lắm là cha mà mê cha dữ lắm. Con này đặc biệt các con đi lao càng để đâu càng mừng. Rồi, cái cơ của tôi có chút xíu. Mời gia đình nha, miếng thứ hai nha. Ăn cái mồi đó. Đồ này ngon lắm gia đình ha. Nữa ha. Gia đình thấy em ăn mì lịch sự không? Ăn mì mà em đeo cái tập về vô nó đây gia đình. Đó. Thank you.
thôi gia đình. Xong rồi về em đi ra về gia đình ơi, đông quá đổ dài. Đây nó có nhiều chỗ lắm nha, nó khách ngồi vào đây là ngồi chờ bàn với gia đình. Hả? Ngay vậy? Trong thời gian ngồi chờ hả? Trời ơi, trong thời gian ngồi chờ mà bàn ngồi ăn là phải làm món miễn phí luôn. Đúng không? Có cái sầm thái. Kiếm cái cổng đi ra cũng lâu. Lớn quá. Em xuống tới cổng rồi gia đình ơi. Em xin phép cô chú anh chị kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Bye bye nha.